Baby bus. Thời tiết của gấu trúc nhỏ, cơn bão. Xin chào, mình là Kiki. Hiện tượng thời tiết này được gọi là cơn bão. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nó nhé. Chạm vào biểu tượng để tìm hiểu thêm về những mối nguy hiểm của cơn bão lốc. Trong cơn bão lốc, gió mạnh sẽ làm đốn ngã cây cối trên đường phố. Gió mạnh cũng có thể thổi bay những chậu hoa trên lầu, có thể khiến người đi bộ bị thương. Trong cơn bão lốc, mưa lớn thường gây ra lũ lụt, có thể nhấn chìm các cánh đồng và nhà cửa. Trong cơn bão lốc, sóng dâng do bão có thể dễ dàng cuốn trôi các con thuyền. Những cơn sóng lớn này cũng có thể cuốn trôi mọi người trên bờ biển, vì vậy không được đi bộ dọc bờ biển trong cơn bão lốc. Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu về các tín hiệu cảnh báo bão. Báo động xanh dương có nghĩa là khó có thể đi bộ bên ngoài. Báo động vàng có nghĩa là gió mạnh có thể ngăn cản bạn tiến về phía trước và cành cây có thể bị thổi bay. Báo động cam có nghĩa là bạn sẽ bị thổi bay nếu bạn đi ra ngoài và cửa kính có thể bị gió thổi vỡ. Báo động đỏ có nghĩa là các cây lớn sẽ bị đốn ngã và thậm chí cả ô tô cũng sẽ bị thổi bay. Các bạn ơi, ở trong nhà cho an toàn và đứng ra ngoài trong cơn bão lốc nhé. Giúp cha của Rudolph mặc áo phao vào. Luôn mặc áo phao khi đi biển. Hãy nhìn kìa, là ngọn hải đăng đấy. Hãy đi nhanh lên, trượt sang phải để tránh các chướng ngại vật. Tăng tốc tối đa. Cố lên, chúng ta phải tiếp tục tìm cách ra khỏi đây. Cuối cùng chúng ta đã an toàn rồi. Hãy đi về phía ngọn hải đăng để tìm đường về nhà. Đi về phía ngọn hải đăng để tìm một bến cảng an toàn, lái thuyền đến đó và... tiếp theo, hãy đi đường này. Đi về phía phao cứu đắm và bạn sẽ tìm thấy bến cảng an toàn. Tuyệt vời, cố lên. Hãy nhìn xem, có một bến cảng an toàn kìa. Hãy đến đó để tránh bão. Cuối cùng, chúng ta đã tìm thấy một bến cảng an toàn rồi. Neo đầu thuyền ở đây có vẻ an toàn. Cố định thuyền bằng dây thừng để không bị bão thổi bay. Thuyền đã được neo đậu, hãy vào trong trú ẩn thôi. Cơn bão đã đổ bộ và mọi người phải trú ẩn.
viên đã được bụi chặt, đừng lo lắng, nó sẽ không bị thổi bay đâu. Có những cơn sóng lớn trên biển, tránh ra biển trong cơn bão. Cơn bão đã qua và cuối cùng chúng ta đã được an toàn rồi. Dạ ơi, hãy nhớ xem dự báo thời tiết trước khi ra khơi nhé. Hãy xem các bạn khác đối phó cơn bão thế nào nhé. Oh không, một cơn bão đang đến. Mình cần bảo vệ cây ăn quả và cánh đồng của mình. Hãy hái trái cây và cho vào giỏ nhanh lên. Tuyệt quá, tất cả trái cây đã được hái. Cắt những cành này để cây lớn sẽ không bị đốn ngã. Ha, tất cả cành đã được cắt rồi. Sử dụng gỗ để gia cố cây. Đã được gia cố. Hãy đào mương, kéo cuốc dọc theo đường để đào. Tuyệt vời, việc này sẽ giúp thoát nước dễ hơn. Lấp đầy các chỗ hỏng để chặn lũ. Đổ đầy cát vào bao để làm bao cát. Đã làm xong các bao cát cuối cùng, bây giờ hãy đặt chúng trên bờ sông. Cắm cọc xuống đất.
bờ sông đã được gia cố, tuyệt vời. Cần báo đã đổ bộ, hãy chuẩn bị để chống báo. Gỗ có thể giúp gia cố tốt cho cây ăn quả. Hơi quá, bướm trên cánh đồng thoát nước tốt. Cơn bão đã đi qua, vườn cây và cánh đồng của mình an toàn rồi. Hãy xem các bạn khác.